danh thủ Messi đã lập hàng loạt kỷ lục tại cấm địa Trung Quốc. Kỷ lục đầu tiên đó là bàn thắng nhanh nhất trong sự nghiệp bóng đá của mình khi anh sút tung lưới đội tuyển Australia chỉ sau 80 giây, tức khoảng hơn 1 phút kể từ khi bóng lăn. Kỷ lục thứ hai là về các loại giá vé tại Bắc Kinh. Sự có mặt của siêu sao người Argentina đã giúp 68.000 chỗ ngồi trên sân vận động Bắc Kinh bán hết sạch vé chỉ trong vòng có 20 phút sau khi mở bán, trong khi có chỗ ngồi lên tới 4.800 nhân dân tệ, tức khoảng gần 16 triệu đồng. Ngay sau đó, nhiều người giao bán lại với giá cao gấp nhiều lần giá gốc. Ngoài ra, những khách sạn gần nơi ở của Messi cũng cháy vé. Một người hâm mộ đã chi 10.000 tệ, tức gần 33 triệu đồng cho những căn phòng sang trọng ở nhiều khách sạn tại Bắc Kinh với mong muốn duy nhất là được thấy cầu thủ số 10 của Argentina. Trên mạng xã hội Trung Quốc còn xuất hiện hàng loạt dịch vụ ăn theo Messi như chụp ảnh và ăn tối cùng Messi với giá 300.000 tệ, tức gần 1 tỷ đồng, livestream bán hàng cùng Messi với giá 50 triệu tệ, tức khoảng 164 tỷ đồng để cầu thủ này giúp ca ngợi những ưu điểm của sản phẩm của bạn, hay áo đấu có chữ ký và hàng ghế đầu để xem Messi thi đấu với giá 13.000 tệ, tức khoảng 42 triệu đồng. Giới chức Bắc Kinh đã phải cảnh báo người dân về những dịch vụ ăn theo này. Trong một thông báo trên mạng Weibo, giới chức Bắc Kinh đã trích quảng cáo có chụp ảnh và ăn tối cùng Messi và gửi đi thông điệp: nếu bạn bị lừa 300.000 nhân dân tệ, chúng tôi sẽ nâng cốc chúc mừng bạn. Kỷ lục thứ ba đó là giúp một thanh niên Trung Quốc trở nên nổi tiếng khắp thế giới. Vào phút 66 của trận đấu, một cổ động viên quá khích của Trung Quốc đã bất ngờ trèo qua khán đài và lao vào sân để ôm lấy Messi. Sau khi ôm xong, thanh niên này còn vượt qua đội ngũ an ninh, chạy về phía khung thành của Argentina và bắt tay với thủ môn Martinez. Dù bị lực lượng an ninh khiêng khỏi sân, vị fan cứng của Messi vẫn nở nụ cười rạng rỡ. Sau đó anh này chia sẻ rằng: tôi xin lỗi vì hành động của mình, nhưng tôi rất hâm mộ Messi và muốn được gặp và chụp ảnh cùng anh ấy. Hôm nay tôi mới chỉ được ôm Messi và chưa có cơ hội xin chữ ký. Tôi còn muốn đến Miami của Mỹ để hoàn thành nốt nguyện vọng này. Ngoài ra, tôi cũng hy vọng đội ngũ an ninh làm việc tốt hơn để tránh xảy ra những vụ việc tương tự như ngày hôm nay. Cả đội ngũ an ninh lẫn người hâm mộ Trung Quốc không những không trách móc mà còn bày tỏ sự thông cảm, bởi ngay cả các nhân viên an ninh cũng là fan của Messi. Trong những ngày tại Trung Quốc, không những gây ấn tượng cực hot ngoài sân cỏ, Messi cũng đã có màn trình diễn xuất sắc trong trận giao hữu với Australia. Siêu sao mang áo số 10 đã chơi trọn 90 phút, ghi bàn mở tỷ số từ ngoài vòng cấm, tạo ra 2 cơ hội, thắng tranh chấp 8 lần cao nhất trên sân, dê bóng thành công tới 85% và anh được giới chuyên môn chấm điểm cao nhất trên sân, tức 7,5 điểm. Như vậy, ở tuổi 36, huyền thoại Messi vẫn đang đạt đỉnh cao phong độ. Trong 13 lần ra sân gần đây nhất, chỉ có đúng một lần anh không ghi được bàn, còn lại đã ghi tổng cộng 22 bàn, kiến tạo 5 lần cho tuyển quốc gia.